Tạm chưa? À, sáu chân. Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh Nhi. Sau video ai nhanh hơn, ai ngu hơn thì kênh Thế Giới Slam nhận được rất là nhiều ý kiến phản hồi từ các bạn luôn. Các bạn dường như rất là yêu thích chương trình này luôn. Thế nên mình sẽ ra tập 2 với chủ đề là IQ của bạn thông minh bằng con gì. Ở đây trên tay Linh Nhi đã chuẩn bị 12 câu hỏi tương đương với sĩ số IQ từ chỉ còn rất là đơn giản luôn, từ lớp 5 cho đến từ 5 tuổi cho đến 10 tuổi là vẫn có thể trả lời được nha các bạn nhé. Nên hôm nay mình muốn thử tài IQ của hai bạn trong team Thế Giới Slam. Đầu tiên đó chính là Cao Nguyên. Lần này Su Hào sẽ phục thù được. À, bây giờ nha, hai bạn có phát biểu ý kiến gì không? Sau cái tập đầu là ai nhanh hơn, ai ngu hơn? Su Hào có phát biểu gì không Su Hào? Kỳ trước thì mình đã bị công nguyên cho một cây rồi bay. Thì kỳ này mình sẽ quyết định là phục thù, sẽ cố gắng mà giành phần thắng trong lần này. Yeah, cố gắng nha, cô cố gắng nha. Yeah. Các bạn biết vì sao hôm nay trang phục của tụi mình học mặc là đồng phục học sinh không? Tại vì những cái câu hỏi này cực kỳ đơn giản luôn. Chính các bạn theo dõi video của mình cũng có thể trả lời được. Những câu hỏi đơn giản chỉ từ 5 tuổi cho đến 10 tuổi vẫn có thể trả lời được nha. Nên các bạn hãy theo chân tụi mình cùng nhau trả lời những câu hỏi IQ nha. Và lần này nha, người nào mà trả lời thấp á, là sĩ số IQ là sẽ bằng con đó là phạt. Phải kêu bằng tiếng của con đó. Ok không? Ủa là trong 12 con giáp là phải kêu đủ 12 con giáp luôn à? Nhi đã sắp xếp từ những con giáp mà thấp nhất cho đến cao nhất. Cao nhất là câu hỏi là cuối cùng luôn, những câu hỏi số 10 trở lên mình mới đạt sĩ số IQ con người. Trời luôn. Bây giờ nha, có hai tấm bảng đó, chọn màu nào? Cho chọn màu á. Chú Hào hôm bữa lại màu xanh là thua rồi, bây giờ lại màu vàng với thẳng nè. Thôi, nhưng mình thích màu xanh. Ok, đây mình. Bởi vì IQ không liên quan đến màu sắc các bạn ạ. Rồi. Đây, mình sẽ màu vàng nha. Rồi. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nhi rất công bằng nhé. Thế nên là câu hỏi đầu tiên Nhi sẽ đọc chậm cho. Câu hỏi thứ nhất: con rùa sống ở nước ngọt hay nước mặn? Ngọt. Câu đáp án chúng ta là lẫn nước ngọt lẫn nước mặn, vì cũng có rùa sống ở biển mà. Hai bạn quên rồi hả? Đó, chưa rồi, do là thua rồi, thấy chưa? Sai, quá sai cả hai người. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2 của chúng ta. Đúng rồi hả? Con cua mẹ có 8 chân, vậy con cua con có mấy chân? 8 chân. 6 chân. Câu trả lời là con cua mẹ 8 chân thì con cua con cũng có 8 chân. Câu hỏi thuộc về Su Hào, chính xác. Ê, nhầm xí. Con cua là có 6 cẳng 2 càng, là có 6 chân và 2 càng mà. Con cua bị lộn rồi, 8 cẳng 2 càng. Không tin thì hỏi bạn nhỏ đi cua của em. Đúng rồi, con cua 8 cẳng 2 càng. 8 chân. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 của chúng ta. Napoleon là vua nước nào? Ý ai không? Câu trả lời hai bạn đều không chính xác, đó chính là nước Pháp. Khó. Và câu hỏi số 4 của chúng ta như sau: trong trò chơi trốn tìm, người bịt mắt là người trốn hay người tìm? Tìm. Tìm. Câu trả lời là trong trò chơi trốn tìm không có người bịt mắt. Bắt dê. Bây giờ phải suy nghĩ kỹ nha, Su Hào. Bởi vậy phải suy nghĩ kỹ nha. Nãy giờ là thua 4 câu rồi nha con Quyên. Câu rồi đó. Trời ơi, mất 4 câu rồi, ai kêu bằng con gì đây? Câu hỏi số 5 của chúng ta như sau: bà ngoại hay bà nội là vợ của ông ngoại? Bà ngoại. Bà ngoại. Câu trả lời chính xác là bà ngoại là vợ của ông ngoại. Yeah, cuối cùng cũng đúng một câu rồi. Rồi, câu hỏi số 6 của chúng ta như sau:
rơi chiếc giày ở đâu? Không có đèn rơi. Không rơi. Không rơi. Không rơi. Câu trả lời chính xác đó là không có rơi. Lò lem. Lò lem có đánh rơi. Lát nữa mình sẽ im lặng khi mình ghi đây thôi, mình không đợi trước, mình đợi trước học. Và công nguyên biết thì đúng hơn. Em hồi nãy tao đợi trước mà trung học. Hả? Tao đợi trước mà. Nhưng mà tao biết là trước nè, tao đưa trước nè. Đâu có đầu của câu đó. Thì các bạn im lặng đi. Đúng rồi, bây giờ bạn thôi. Là bây giờ là câu hỏi số 7 của chúng ta như sau. Trong chuyện lọ lem, khi nào phép thuật của bà tiên biến mất? Khi hết truyện. Ủa Xuân Hào? 12 giờ đêm. Câu trả lời là 12 giờ đêm. Ôi, hình như mình chưa. Ôi sao cái câu này kỳ nha. Đúng rồi, khi 12 giờ đêm, khi tiếng chuông vang lên thì phép thuật của bà tiên biến mất. Chỉ còn có đôi giày thủy tinh khả không biến mất thôi. Vậy mình tự hết truyện, hết phép thuật nha. Và câu hỏi số 8 của chúng ta như sau. Con nhện có bao nhiêu chân? Đây là một cái móc nha các bạn nhé. Sáu chân. Xuống Hào. Tám chân. Câu trả lời đó chính là 6 cho đến 8 chân. Tại vì đôi khi cũng có con nhện 6 chân và đôi khi cũng có con nhện 8 chân. Tùy loài đó hai bạn ạ. Con này khó. Thế nên là xưa giờ mình câu này là không chính xác cho hai các bạn nhé. Câu này khó bạn. Câu số 9 của chúng ta như sau. Người nhện có khả năng đặc biệt khi con gì cắn? Con nhện. Con nhện cắn. Chính xác, cả hai bạn trả lời chính xác rồi. Yeah. Câu số 10 của chúng ta như sau. Batman có khả năng đặc biệt khi con gì cắn? Không có gì cả. Hai bạn nhìn thấy là chính xác. Yeah. Đúng rồi. Không có gì cả. Rồi bây giờ sẽ là hai câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Câu 11. Cố gắng mới được. Nếu thuận tay trái thì chân nào bước lên trước? Chân nào cũng được. Chân nào cũng được. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Nếu Doraemon và Doremi chơi trò chơi oảnh thủ thì ai sẽ thắng? Xí xí đọc lại câu hỏi được không ban giám khảo? Nếu Doraemon và Doremi chơi trò chơi oảnh thủ thì ai sẽ là người chiến thắng? Yeah. Không ai thắng. Xuân Hào. Hên xui. Nói chung là hai bạn đều trả lời chính xác. Nói chung là luôn hòa bởi vì không có tay. Ủa là sao lại hên xui là sao? Làm gì có quảnh được sushi? Là không ai thắng cả. Hên xui là sao Xuân Hào? Hên xui là sao? Là có thể thắng có thể thua đúng không? Cái này là 50-50 là cũng được. Nói chung là câu này thì ăn sushi đi. Bây giờ mình ăn sushi. Như cảm thấy rằng lý hơn. Đúng nên rồi, là câu này thuộc về của Công Nguyên. Đúng rồi. Đó, hình chung là 50-50 đúng không? Đó. Kính thưa tất cả các bạn đang xem kênh Thế Giới Slam. Kính thưa hai bạn người chơi của chúng ta hôm nay chính là Su Hào với Công Nguyên. Biết ai thắng. Sau khi mình đọc kết quả thì hai bạn được bất ngờ nha. Sau khi tổng cộng 12 câu hỏi thì Công Nguyên đã đạt được 6 điểm. Và từ mốc thấp đến mốc cao nha. Đầu tiên con thấp nhất là con tinh tinh. Con tinh tinh. Thứ hai là con vẹt. Vẹt. Thứ ba là con chuột. Chuột. Thứ tư là con quạ. Quạ. Thứ năm là con cá heo. Cá và heo. Thứ sáu nó chính là con nguyên, nó chính là con chó. Chó. Ủa? Em chỉ em đưa ban giám khảo là EQ của em bằng con
Go go hả? Đúng bạn rồi, thế nên là bạn phải sủa tiếng theo cái con đó. Và thứ bảy chính là con bạch tuộc của Xuân Hào. Bạch tuộc. Xuân Hào. Xuân Hào ơi, bạch tuộc của bạch tuộc. Thứ 8 là con lợn. Thứ 9 là con voi. Thứ 10 là con kiến. 11, 12 là mình sẽ cho bạn cái sĩ số IQ của con người. Thế nên là hai bạn chấp hành luật chơi thế nào? Con cháu và con bạch tuộc. Xuân Hào ơi, Xuân Hào. Bây giờ ai trước đây? Thôi bây giờ thử kêu con bạch tuộc trước đi, ba giám khảo. Bạch tuộc đúng không? Không, bạch tuộc đi. Bạch tuộc. Không, bạch tuộc nó kêu mà, ba giám khảo. Bạch tuộc kêu mà, nó kêu sao ta? Tu gì á? Tu. Ba giám khảo giống không, ba giám khảo? Các bạn hay giống không các bạn? Nhớ bởi lẽ bình luận với tụi mình nha. Không, bây giờ Xuân Hào đọc lại đi. Kêu lại thôi. Kêu lại bây giờ 10 giây nha. Tu. Được 10 giây thôi. Lần đầu tiên mà tự nghe con bạch tuộc nó kêu. Con này dễ kêu nè. Rồi, tới con Nguyên đó. Xuân Hào đếm nha. Bắt đầu nào. 1, 2, 3. Chưa kêu. Gâu không? Xem hết video, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nhá. Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh. Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.